Chào các bạn, ngày hôm nay Chiến sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với biến tần IG5. Tần IG5A. Thì đây là một cái biến tần người ta đã lắp đặt vào trong cái tủ điện rồi. Nên là sẵn đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn cài đặt ha, một số thông số của cái biến tần này. Thì chúng ta có cái phần điều khiển ngoài như là nút mở, nút tắt, công tắc và điều chỉnh tăng giảm cái tần số. Thì ở phía ngoài đây chính là cái động cơ tải. Thì để hoạt động được á, thì cái biến tần IG5 này phải qua một cái cuộn contactor. Đây chính là cuộn contactor này. Qua cuộn contactor để lấy cái nguồn vào bên trong. Để mình tháo ra cho các bạn dễ quan sát. Lấy cái nguồn 3 pha vào bên trong đây. Ở đây và 3 pha ra động cơ tải và kết nối như là các ngõ như là CM, V1 VR tức là vào biến trở, và B2 CM là chạy nghịch và B1 CM sẽ là chạy thuận. Bình thường là chúng ta sẽ đấu nối như thế này. Bây giờ mình sẽ mở nguồn. Chúng ta sẽ nhấn cái nút mở để mở contactor. Khi đó contactor hết thì cái biến tần chúng ta sẽ hoạt động. Và các bạn lưu ý là khi lắp biến tần này chúng ta phải lắp thêm các quạt hút để mà bảo vệ biến tần, làm mát cho biến tần. Thì ở đây là người ta đang cài chạy ngoài chứ không phải là chạy trên bàn phím. Ở đây chạy ngoài thì chúng ta sẽ gạt công tắc ở ngoài đây. Gạt chúng ta có thể chỉnh, trước hết chúng ta gạt công tắc này. Gạt công tắc mở. Gạt công tắc mở. Để trong đây nó sẽ chạy. Chạy thì tải ngoài đây sẽ hoạt động. Khi tải hoạt động thì chúng ta có thể chỉnh cái con biến trở này, chỉnh tăng giảm. Thì mình chỉnh tăng lên 40, mình giảm xuống 30 chẳng hạn, giảm xuống tốc độ 30. Đây là nó đang chạy ngoài qua hệ thống công tắc và biến trở. Bây giờ thì mình cài đặt. Thì trước hết là giới thiệu các thông số với các bạn. ACC sẽ là thời gian tăng tốc, DEC sẽ là thời gian giảm tốc, DRV sẽ là cài đặt chạy, FRQ là cài đặt cái tần số, một số cái thông số khác. Nếu chúng ta có kết nối thì cái ngõ ra, nó ra phía dưới thì chúng ta sẽ cài đặt các thông số này. Bây giờ mình sẽ tắt nha. Mình sẽ tắt cái tải này rồi mình cài đặt. Mình sẽ tắt. đặt chạy trên bàn phím thì mình sẽ cài DRV sẽ là bằng 0. Chúng ta nhấn khi có khi cái led nó chớp như thế này, chúng ta nhấn một cái nữa để chúng ta cài đặt xong. Và sẽ cài đặt DRV và FRQ. FRQ sẽ bằng 3 luôn ha. Hồi nãy khi chúng ta chạy ngoài công tắc thì FRQ sẽ bằng 3 và DRV bằng 1. Giờ chúng ta chạy trên bàn phím thì chúng ta sẽ cài là FRQ sẽ bằng 3 và DRV sẽ bằng 0. Ok, bây giờ mình sẽ bấm run. Các bạn quan sát. Đây, tải hoạt động. Ở 30, tốc độ 30 nó sẽ hiển thị run là chạy, FWD. Ở đây thì trên cái bàn phím này nó có cái nút như là nút màu xanh là run, nút stop reset là nút đỏ nè. Rồi các nút phím mũi tên lên xuống, trái phải, enter để chúng ta có thể là dễ dàng cài đặt. Đây. Giờ mình sẽ tắt. Tắt tiếng tận. Giờ mình mở lại và mình sẽ cài lại cái thông số ban đầu hồi nãy nha. Giờ nãy là DRV sẽ bằng 1. Giờ mình sẽ cho tăng lên là 1. Đèn chớp. Và ta nhấn cái nữa xong. Thì FRQ bằng 3. Ta kiểm tra là FRQ bằng 3, ok. Rồi trả lại cái màn hình ha. Giờ chúng ta nhấn nút run này thì nó cũng sẽ không hoạt động rồi. Tại không hoạt động. Giờ chúng ta chỉ cần gạt công tắc ngoài. Như vậy thì động cơ chúng ta sẽ hoạt động. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn đảo cái chiều động cơ, ví dụ bây giờ động cơ nó đang quay theo chiều nghịch, nó muốn đảo ở chiều thuận, thì ta sẽ đấu cái phần công tắc là B1 và CM nha. Ở trên đây B1 CM. Ở đây mình chỉ giới thiệu chứ mình không tiến hành cái phần này. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu hướng dẫn cài cái biến tần IG5A.